Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, có thể thấy trong vài năm qua, Mỹ và Trung Quốc liên tục tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông bằng các cuộc tập trận phô trương thanh thế. Còn các nước trong khu vực cũng thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ hơn trước sự gây hấn của Trung Quốc. Trong số những quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam luôn là đối thủ cứng đầu nhất và có nhiều cuộc xung đột nhất với Bắc Kinh. Đứng ở vị thế là một cường quốc lớn, chắc hẳn Bắc Kinh rất cay sống mũi và rất khó chấp nhận. Chả thế mà vừa qua, trên trang tìm kiếm Baidu của Trung Quốc đã cho đăng tải một bài viết về tình hình Biển Đông với nội dung cho rằng Việt Nam đang có hành động nguy hiểm hơn cả Hoa Kỳ. Báo Trung Quốc đã viết như sau: ngày nay, Biển Đông đã trở thành chiến trường chính trong các hành động khiêu khích của nhiều quốc gia trên thế giới. Các nước phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, đã nhiều lần điều tàu chiến vào Biển Đông, cố gắng ở lại vùng biển dưới chiêu bài tự do hàng hải, chỉ đơn giản là thách thức nước ta, tức là Trung Quốc đến bước đường cùng. Trong mắt không còn coi Trung Quốc ra gì, coi Biển Đông như sân sau của chính mình. Đặc biệt, Hoa Kỳ đã cử một lượng lớn lực lượng quân sự đột nhập vào Biển Đông, chưa kể còn khuyến khích các đồng minh hình thành vòng vây Trung Quốc trong vùng biển này. Tôi nghĩ hành động như vậy đã đủ táo bạo, nhưng ai có thể ngờ rằng sẽ có một quốc gia táo bạo và thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Hoa Kỳ. Theo một báo cáo gần đây trên một trang web liên quan của Hoa Kỳ, báo cáo về việc Việt Nam tăng cường phòng thủ quần đảo Nam Sa, cách Trung Quốc gọi là đảo Trường Sa của Việt Nam, do sáng kiến Minh Bạch Hàng hải Châu Á phát hành cho thấy. Trong vài năm qua, Việt Nam tiếp tục xây dựng một số lượng lớn quân sự trên đảo Nam Sa bị chiếm đóng trái phép và triển khai nhiều loại vũ khí tiên tiến, bao gồm cả hệ thống phòng thủ, bệ phóng tên lửa và các thiết bị khác, cũng như 3 loại vị trí đặt súng bằng bê tông do nước này xây dựng trên một số đảo đá ngầm lớn hơn. Bài báo Trung Quốc đã viết, có thể thấy rằng Việt Nam hiện đang nỗ lực nâng cao khả năng phòng thủ đối với các đảo, bãi đá ngầm, chiếm đóng trái phép, đồng thời cũng đang tăng cường khả năng tấn công các cơ sở liên quan của Trung Quốc. Biển Đông của Tổ quốc tôi luôn là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của nước ta. Vấn đề Biển Đông thì chủ quyền nước ta luôn rõ ràng. Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi Biển Đông và các vùng biển xung quanh. Mặc dù Biển Đông giàu tài nguyên khoáng sản, nhưng các sản phẩm từ biển như thủy sản cũng rất lớn. Điều này đã thu hút các quốc gia láng giềng khác thèm muốn vùng biển này. Nhưng dù sao, rất lâu từ trước khi phát hiện ra mỏ dầu và các nguồn tài nguyên khác ở Biển Đông, vùng biển này thuộc về Trung Quốc. Nay Việt Nam ngang nhiên bỏ qua vấn đề quyền sở hữu Biển Đông và chiếm đoạt nó một cách vô nguyên tắc. Việt Nam đã chiếm đóng trái phép 29 đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông. Trên mỗi đảo và bãi đá bị chiếm đóng, xây dựng các cơ sở quân sự, pháo binh, tên lửa và các loại vũ khí khác vốn đã rất phổ biến. Tuy nhiên, dường như Việt Nam vẫn chưa biết hài lòng. Trên các đảo, bãi đá ngầm này đã bắt đầu xây dựng các sân bay lớn để có thể cất hạ cánh những tiêm kích như Su-30. Nếu tin tức này là sự thật, điều đó cũng có nghĩa là máy bay chiến đấu Su-30 có khả năng được triển khai ra tiền tuyến. Hiện nay, tình hình quốc tế đang căng thẳng, Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây liên tục gây rối ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, hàng loạt các hành động nguy hiểm của Việt Nam là rất đáng để chúng ta cảnh giác. Báo Trung Quốc nhận xét, một phần không loại trừ khả năng Việt Nam bị nghi chọn phe giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Mặt khác cũng cho thấy Việt Nam có khả năng nguy hiểm hơn cả Hoa Kỳ. Đánh giá về hành động xâm lược và chiếm đóng quần đảo Nam Sa của nước ta một cách ngạo mạn và vô lương tâm của Việt Nam, khó có thể đảm bảo rằng nguy cơ chiến tranh thế giới thứ nhất trước mắt sẽ không xuất hiện ở Việt Nam. So với Việt Nam, Mỹ tuy khiêu khích nhưng vẫn ngại vào lãnh thổ nội thủy của nước tôi. Vậy nước ta không thể dồn hết sức chú ý vào các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu mà phải luôn đề cao cảnh giác với Việt Nam. Nếu nước này làm gì thì nước ta cũng phải phản công càng sớm càng tốt. Trung Quốc không gây sự nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Nếu muốn vĩnh viễn chiếm lãnh thổ nước ta, số phận của nó tuyệt đối là bi thảm. Dừng lại ở đó, trang mạng Baidu của Trung Quốc còn cho đăng tải một thông tin từ báo Hoa Kỳ về việc cải tạo các đảo đá ở Trường Sa của Việt Nam. Báo Trung Quốc đã viết,
Theo báo cáo từ tờ Different News của Hoa Kỳ trên trang web chính thức của nước này, Việt Nam đã xây dựng một số cơ sở phòng thủ ven biển, cũng như một số bunker quân sự, tháp tín hiệu và một số tòa nhà hành chính. Rõ ràng, Việt Nam đang đơn phương thay đổi hiện trạng. Và các hành động mới đang được thực hiện thường xuyên ở các đảo và đá ngầm ở Biển Đông. Theo báo cáo của AMTI Hoa Kỳ công bố, Việt Nam đã thiết lập các tiền đồn của mình trên quần đảo Nam Sa. Không chỉ có vậy, Việt Nam còn tiếp tục mở rộng diện tích đất liền bằng cách khai hoang từ biển. Từ đó, mở rộng diện tích bồi đắp vốn có ở các đảo, bãi đá ngầm, đồng thời triển khai một số lượng lớn các cơ sở quân sự trên đó. Việt Nam muốn gì? Họ không lo lắng động thái này sẽ gây lo lắng cho nhiều quốc gia láng giềng. Trên thực tế, Việt Nam hiểu rõ tất cả những điều này, nhưng vẫn đang tiến hành quân sự hóa các hoạt động xâm chiếm, chiếm đóng các đảo, bãi đá ngầm theo cách riêng của mình. Việt Nam luôn thân phương Tây và đang cố gắng hòa nhập vào trật tự thế giới do Hoa Kỳ thống trị. Thật tiếc, khi Hoa Kỳ cũng đã tin chắc vào chân lý, những người không cùng chủng tộc với chúng ta thì lòng dạ sẽ khác. Vì vậy, bề ngoài tỏ ra thân thiết với Việt Nam, nhưng thực chất vẫn là phòng thủ hơn. Cùng với thực tế là Hoa Kỳ có một đối tác chiến lược quan trọng ở châu Á, đó là Nhật Bản. Việt Nam chưa bao giờ có thể trở thành một quốc gia phụ thuộc nhiều nhất của Hoa Kỳ ở châu Á. Tuy nhiên, Việt Nam không nản lòng, trong khi hàn gắn quan hệ với nước ta thì còn đang tích cực mở rộng giao lưu, hợp tác thương mại với các nước như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Ấn Độ. Đồng thời, Việt Nam cũng đang nhân đôi giá trị theo cách của mình. Phương pháp này là xây dựng tiền đồn quân sự của Việt Nam trên các đảo, bãi đá ngầm bị xâm chiếm, đồng thời mở rộng các căn cứ đảo và bãi đá ngầm thông qua việc cải tạo đất liền. Trên thực tế, thâm tâm của Việt Nam rất dễ đoán, đó là họ muốn biến mình trở thành một quốc gia có giá trị chiến lược hơn ở Biển Đông, khi Hoa Kỳ đẩy mạnh chiến lược quay trở lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và khi đó giá trị của Việt Nam ở Biển Đông đương nhiên sẽ trở nên nổi bật. Đến lúc đó, Việt Nam có thể trở thành một quốc gia mà Hoa Kỳ dựa vào và vị thế của nó thậm chí có thể sánh ngang với Nhật Bản. Việt Nam luôn hy vọng có thể sử dụng sức mạnh châu Âu và Hoa Kỳ để tăng tốc sự phát triển của chính mình. Nhưng đồng thời, cách tiếp cận của Việt Nam đang thực sự lôi kéo bầy sói vào một phòng. Một khi Hoa Kỳ can thiệp vào các vấn đề Biển Đông, nó có thể gây ra tác động tiêu cực đến các nước trên Biển Đông. Vì vậy, đối với kế hoạch hôm nay, chúng ta nên bắt đầu từ chính mình và tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng hải quân của chúng ta, đồng thời tăng cường phòng thủ trên Biển Đông, báo Trung Quốc kết luận. Thưa các bạn, trên đây là hai nội dung mà bài báo Trung Quốc đăng tải về tình hình Biển Đông hiện tại. Tuy rằng Trung Quốc đang cố tỏ ra là bên bị hại và Việt Nam đang là kẻ xâm phạm lãnh thổ, quân sự ở Biển Đông dẫn sói Hoa Kỳ, châu Âu vào nhà, nhưng Việt Nam chúng ta đang vui vì kinh tế phát triển, an cư lạc nghiệp, dịch Covid được khống chế tốt nên chúng ta không muốn nói gì. Kệ báo Trung Quốc có nói cái quái gì thì Việt Nam cũng không thể bình luận. Việc của ta thì ta cứ làm âm thầm, lặng lẽ, không ồn ào. Và ta cũng chẳng thèm chấp những bài viết tới từ các nhà báo thiếu thông tin quốc tế, thiếu sự đa chiều và chỉ sống trong cái giỏ tri thức đại hán gì gì đó. Và các bạn cũng đừng thắc mắc là tại sao chính phủ Việt Nam không hành động gì khi Trung Quốc đang ngày càng lộng hành ở Biển Đông. Chính phủ Việt Nam đang làm rất tốt nhưng không nói cho các bạn biết mà thôi. Ồn ào quá đâu có để làm gì. Chúng ta hãy cứ bình tĩnh, tự tin không cái cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau. Và tất nhiên chúng ta không chọn phe Trung Quốc hay Hoa Kỳ như báo Trung Quốc đã nói. Việt Nam là một nước độc lập tự chủ, chúng ta kết bạn, chúng ta sống làm việc với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nước nào chơi tốt với Việt Nam chơi tốt lại, không bao giờ chọn phe này để chống lại phe kia. Báo Trung Quốc nên nhớ như vậy. Và cuối cùng, Hoàng Sa Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam. Cho dù Trung Quốc có ngụy biện, bịa ra trăm ngàn lý do gì đi chăng nữa, thì thế giới vẫn luôn thừa nhận Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời có quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Mọi hành vi phương hại đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển của mình đều vô giá trị, không được công nhận và Việt Nam kiên quyết phản đối. Video của kênh xin dừng lại ở đây. Bạn có cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé! Nếu bạn thấy yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với mọi người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh của chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn.
Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!